Công an huyện Hiệp Hòa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hai trường hợp tại xã Hoàng An trốn cách ly, không đeo khẩu trang và chống người thi hành công vụ. Ngày 29 tháng 5, qua tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Hoàng An phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 2004, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, là đối tượng F2 đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà, không đeo khẩu trang, đang thả diều ở cánh đồng thuộc thôn Bảo An. Tổ công tác đã yêu cầu Hiệp về trụ sở Công an xã giải quyết. Tuy nhiên, trên đường về thì đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1980, là bố của Hiệp và cũng là đối tượng F2 đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà, đã có hành vi tấn công và lăng mạ tổ công tác. Cùng lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1989, là em trai của Hoàng và cũng là đối tượng F3, cầm một con dao phay, vung dao đuổi chém và dùng lời lẽ thách thức tổ công tác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế đối tượng Hoàng và Hiến đưa về trụ sở công an xã. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện để điều tra làm rõ vụ việc.